Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi an trụ pháp không nội thì an trụ tâm vô lậu, mà an trụ pháp không nội hoặc khi an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì an trụ tâm vô lậu mà an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Vì vậy, tuy an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nhưng không có hai tưởng. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi an trụ chân như thì an trụ tâm vô lậu mà an trụ chân như, hoặc khi an trụ pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, thì an trụ tâm vô lậu mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Vì vậy, tuy an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, nhưng không có hai tưởng. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi tu năm loại mắt thì an trụ tâm vô lậu mà tu năm loại mắt, hoặc khi tu sáu phép thần thông thì an trụ tâm vô lậu mà tu sáu phép thần thông. Vì vậy, tuy tu năm loại mắt sáu phép thần thông nhưng không có hai tưởng. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi tu 10 lực Phật thì an trụ tâm vô lậu mà tu 10 lực Phật, hoặc khi tu 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, thì an trụ tâm vô lậu mà tu 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Vì vậy, tuy tu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, nhưng không có hai tưởng. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi tu đại từ thì an trụ tâm vô lậu mà tu đại từ, hoặc khi tu đại bi, đại hỷ, đại xả thì an trụ tâm vô lậu mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Vì vậy, tuy tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả nhưng không có hai tưởng. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi tu pháp không quên mất thì an trụ tâm vô lậu mà tu pháp không quên mất, hoặc khi tu tánh luôn luôn xả thì an trụ tâm vô lậu mà tu tánh luôn luôn xả. Vì vậy, tuy tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả nhưng không có hai tưởng. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi tu trí nhất thiết thì an trụ tâm vô lậu mà tu trí nhất thiết, hoặc khi tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thì an trụ tâm vô lậu mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì vậy, tuy tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nhưng không có hai tưởng. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi dẫn phát 32 tướng đại sĩ thì an trụ tâm vô lậu mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, hoặc khi dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc thì an trụ tâm vô lậu mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Vì vậy, tuy dẫn phát 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc nhưng không có hai tưởng.